Nguyên cái này, nghe chưa? Để nguyên cái da này, để nguyên cái này. Tẩy trắng đi, rồi. Ok. Thay đựng hoa quả này, còn một cái
Bước tiếp theo quan trọng đó là tẩy cho nó sạch hết những cái. Tẩy cho nó sạch, bong hết cái vỏ đi. Là hoàn thiện thôi. Đây, tẩy cho những cái này nó sạch đi này. Đấy. Đấy. Mình bao gồm là có cái bột này gọi là, đây cái gói này gọi là bột bột khai. Phải nhá. Rồi ngô, cắt. Cắt này. Cho vừa thôi. Còn nữa đây. Nước axit nhé.